Xin chào bạn. Bạn đang e ngại rằng nếu tham gia bảo hiểm với một công ty nước ngoài rồi họ bỏ về nước thì biết tìm đâu mà đòi tiền. Phải nói rằng bạn là một người rất chu đáo thì mới lo lắng đến điều này. Tuy nhiên, tôi rất hiểu và tôn trọng băn khoăn của bạn. Tôi xin chia sẻ với bạn một vài điều, chắc bạn sẽ yên tâm hơn. Thứ nhất là dù công ty bảo hiểm trong nước hay nước ngoài thì cũng đều phải tuân thủ luật kinh doanh bảo hiểm như nhau và đều phải chịu sự quản lý, giám sát của nhà nước. Thậm chí Bộ Tài chính còn chặt chẽ và sát sao hơn đối với các công ty có nguồn gốc và vốn đầu tư nước ngoài. Vì thế công ty bảo hiểm trong nước hay nước ngoài thì cũng phải có vốn pháp định, vốn điều lệ, phải thế chấp, phải ký quỹ với chính phủ Việt Nam và phải được cấp phép thì mới hoạt động.